Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của em Pets Mobile. Và trong video ngày hôm nay, một cái video mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là những cái cơ chế cộng điểm của huấn luyện viên nhé. Hiện tại thì mình đang sử dụng một cái phiên bản mới của huấn luyện viên Pep Guardiola. Chỉ số này là lên được 88 nha. Và cái phiên bản cũ của Pep Guardiola là chỉ có 87 thôi. Nên là các bạn mua cái phiên bản mới này để chúng ta được cộng điểm nhiều hơn cho cầu thủ nha các bạn. Vào cái phần chỉ số thì các bạn có thể thấy là chúng ta cùng nhau phân tích này, 89 chúng ta cộng 3 lên được 92, 85 cộng 2 điểm poster cộng 3 điểm của huấn luyện viên chúng ta lên được 90, 87 cũng cộng 3 điểm, 84 thì chỉ cộng có 2 điểm thôi. Và những cái chỉ số khác thì chúng ta thấy là từ khoảng 85 là cộng được 3 điểm, còn từ cái khoảng 84 trở xuống là chỉ cộng được có 2 điểm thôi các bạn. Các bạn thấy là 90 chúng ta cũng lên được 95 này, cộng 3 điểm huấn luyện viên, cộng 2 điểm poster, 92 lên được 95, 90 cộng 3, 90 cộng 3, 94 cộng 2 cộng 3, 80 cộng được có 2 điểm thôi, và 87 chúng ta cộng được 90. Tức là khi mà các bạn sử dụng huấn luyện viên Pep Guardiola này thì những cầu thủ có cái chỉ số từ 85 trở lên thì sẽ cộng được tới 3 điểm lận, còn từ khoảng 84 trở xuống là chỉ cộng được có 2 điểm thôi. Ở đây các bạn thấy là cái chỉ số của Frankie De Jong này cộng poster là cộng 2 điểm, 2 điểm là lên 98, chúng ta cộng huấn luyện viên và các phần truyền là lên được 101, 82 lên được 84, 83, 85, 83, 85, 87 cộng 3, 89 cộng 3, 82 cộng 2 thôi, 78 cộng 2, 85 lên được 88, 82 lên được 84, 87 cộng 3, 90. Đó thì cái cơ chế của huấn luyện viên Pep Guardiola là như vậy. Còn tới huấn luyện viên The Cup các bạn ơi, của Liverpool, mình sẽ chuyển sang Stewart Carter. Thì ông này sẽ cộng từ bao nhiêu điểm? Các bạn có thể xem cái chỉ số là 89 là chúng ta cộng 3 lên được 92, 85 thì chỉ có cộng 2 điểm thôi các bạn. Khoan, đúng rồi các bạn ơi, cộng 2 điểm với lại cộng thêm cái phần poster là 89 này. 87 cộng 2, 84 cộng 2 luôn. 90 chúng ta cộng 3 cộng thêm 2. Vậy là đâu đó tầm cái khoảng là 88 nha các bạn. Ở đây 87 mà cộng có 2 thôi. Tức là đâu đó là ông huấn luyện viên này là chúng ta từ cái chỉ số 88 thì sẽ được cộng 3, 88 trở lên. Còn từ 88 trở xuống, tức là 87, là chúng ta chỉ cộng có 2 điểm thôi. Ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn có thể thấy là 88 chúng ta cộng 3 điểm và cộng thêm 2 điểm poster là sẽ lên được 93 này. Đó, cộng tới 5 điểm là rất là cao. 87 cộng 2 thôi, 89 chúng ta cộng 3, 85 cộng 2, 82 cộng 2 nhá, 87 cộng 2 luôn. Tức là huấn luyện viên The Cup là từ cái chỉ số 88 trở lên là chúng ta sẽ được cộng thêm 3 điểm. Đó, rất là ngon luôn các bạn ơi. Huấn luyện viên GB bây giờ cập nhật quá ngon. Nhiều bạn hiện tại bây giờ là mình thấy đang chơi Pep Guardiola rất là nhiều các bạn. Và huấn luyện viên Bác nữa, ông Erik ten Hag nha các bạn. Ông này thì mình thấy là cộng ít hơn so với Pep Guardiola và The Cup các bạn ơi. Cũng không biết tại sao nữa. Chúng ta cũng sẽ xem qua cái chỉ số là cộng như thế nào đây. Cơ chế, cách thức hoạt động. 90 chúng ta cộng bao nhiêu điểm đây? 2 điểm về cái phần poster và bút thêm 1 điểm của huấn luyện viên nữa à. 94 cộng 4, 92 cộng 92 chúng ta lên được có 2 điểm thôi. 90 lên được 93 là cộng về cái mặt poster và về cái phần huấn luyện viên nhá. 90 lên được 92 thôi. 87 lên 89. Để mình kiếm thêm cái chỉ số cao cao tí các bạn huấn luyện viên, các bạn cầu thủ Izagi này. 96 chúng ta lên được 101. Vậy thì là đâu đó là ông Erik ten Hag này cộng cái chỉ số từ 95 trở lên nha các bạn. 95 trở lên là sẽ được cộng 3, các bạn thấy là cộng 3 là 99. Cộng thêm cái phần này nữa, cộng thêm 2 điểm nữa là 101. Để mình xem là có thêm cái chỉ số nào nữa hay không. Mình xem qua con hàng Frankie De Jong đi nào. 96 các bạn thấy là cộng 3 điểm là lên 99, cộng thêm 2 điểm nữa là 101 nha, là đủ rồi các bạn ơi. Đó, tức là huấn luyện viên Erik ten Hag là cộng từ 95 trở lên. Mình cũng sẽ xem sơ qua về các huấn luyện viên khác nữa.
những ông nào mình nghĩ là cái chỉ số từ cái phần style, từ cái phần style 85 trở lên là cộng nó mới nhiều. Ở đây các bạn thấy là ông huấn luyện viên của Arsenal cộng cũng không có được nhiều, Son Heung-min chỉ có 101 thôi, hình như là cũng không có cộng hay sao ấy. 89 91 85, cái này là cộng về cái phần huấn luyện viên rồi. 87 89 84 86 90 94 92 90 94 luôn, hình như là không có cộng các bạn ơi. Mình thấy là không có cộng về cái mặt chỉ số này. Cũng chuyển sang ông khác xem như thế nào đây. Xavi bao nhiêu đây? Xavi 85 là chắc cũng giống huấn luyện viên rồi. Ông này 85 luôn, cũng vậy luôn. 85. Vậy tại sao Ten Hag lại cộng nhỉ? Mình thử sang ông này thử xem như thế nào. Possession hả? With counter. Huấn luyện viên của AC Milan cộng 1 điểm với các bằng tắc bóng. Cái giọng của mình đang ho ra, các bạn thông cảm nha, tới bây giờ vẫn chưa hết ho. chúng ta cộng 2 điểm là chỉ có 91 thôi này. 85 86 90 92 94 92 94 99, vậy là cũng không có cộng. Vậy là hiện tại là mình thấy là huấn luyện viên Pep Guardiola, huấn luyện viên The Cup và huấn luyện viên Erik Ten Hag là đang cộng chỉ số nha. Và ông huấn luyện viên Pep Guardiola này là cái chỉ số cộng cao nhất các bạn ơi. Các bạn thấy là Son Heung-min của chúng ta là từ 101 mà lên được 102 luôn. Chỉ số rất là cao các bạn. Cộng rất là nhiều chỉ số luôn, quá đẹp luôn. Và cộng cái chỉ số từ 85 trở lên nữa thì thật sự là cái bộ chỉ số nó quá đều. Còn hàng Frankie De Jong hay là Jude Bellingham, mình cho các bạn xem cái chỉ số này. Cộng rất là đẹp luôn các bạn. 86 chúng ta lên được 89, 89 lên được 92, 84, 88 chúng ta lên được 93, cộng thêm poster nhá. 90 lên được 95 này. Rất là đẹp, rất là ngon. 88 lên được 91 thì quá tuyệt vời với huấn luyện viên Pep Guardiola này rồi. Và video này thì mình cũng cập nhật nhanh như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu mà các bạn có nhu cầu nạp coin với nạp coin hàng chính hãng, hóa đơn đầy đủ, không bao giờ bị ban, có chế độ bảo hành rõ ràng thì có thể liên hệ với mình qua Facebook và Zalo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của em Pest Mobile.